quán thấy Pháp Phật thường như vậy, tất cả chúng sinh đều lợi ích. Thường dùng sức từ bi thương xót, cứu họ thoát khỏi khổ tam đồ. Quán thấy Pháp Phật thường như vậy, quan sát thấy Pháp của Phật luôn luôn là như thế, tức là tùy duyên không đổi, không đổi mà tùy duyên. Tất cả chúng sinh đều lợi ích. Mục đích và thuyết pháp là lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên chúng sinh đều đắc được thấm nhuần pháp vị để lợi ích pháp thần huệ mạng thường dùng sức từ bi thường xót phật dùng tâm đại từ bi thường xót tất cả chúng sinh không quên tất cả sự đau khổ của chúng sinh luôn luôn cứu họ ra khỏi biển khổ cứu họ thoát khỏi khổ tam đồ dùng sức đại bi cứu họ ra khỏi khổ trong tam đồ súc sinh ngạ quỷ địa ngục tam đồ là nơi đáng sợ đáng hãi chẳng an lạc chẳng tự tại phật khiến cho họ đều liều khổ được an lạc tất cả chúng sinh đều khác biệt trong một sợi lông đều thị hiện thần thông biến hóa đầy thế gian xa kiệt quá nơi phật như vậy tất cả chúng sinh đều khác biệt tất cả chúng sinh gồm có thai noãn thấp hóa bốn sự sinh nghiệp báo của họ đủ thứ sự khác biệt có nghiệp báo nhiều sự khổ có nghiệp báo nhiều sự vui có nghiệp báo không khổ không vui những thứ nghiệp báo này làm sao có tức là do khởi cảm, tạo nghiệp, thọ báo. Khởi cảm là gì? Tức là thấy cảnh giới, bền sinh nghi hoặc, không phân biệt rõ ràng là thiện hay ác. Tạo nghiệp là gì? Vì bị mê hoặc sáu căn thấy sáu trần bèn khởi tâm tham muốn mà đi tạo nghiệp. Thọ báo là gì? Vì có định luật nhân trước quả sau, chống nhân gì thì gặt quả đó. Có công đức thiện thì có quả báo vui, có hành vi ác thì có quả khổ đó là đạo lý tự nhiên, tự hào chẳng sai. Trong một sợi lông đều thị hiện, trong một sợi lông của Phật đều hiện ra đủ thứ nghiệp báo của tất cả chúng sinh. Thần thông biến hóa đầy thế gian. Vì Phật có thần thông cho nên hiện ra được đủ thứ cảnh giới, một hiện nhiều, nhiều hiện một. Lớn dung nhỏ, nhỏ dung lớn, hỗ tường vô ngại, quán nhiếp viên dùng sự thần thông diệu dụng này biến hóa vô cùng đầy khắp tất cả cõi nước trong ba ngàn đại thiên thế giới. Sa kiệt quán nơi Phật như vậy, vị Sa kiệt là lòng vương minh bạch được Phật có cảnh giới này, tam muội này. Phật dùng thần thông không hạn lượng, giọng nói danh hiệu đồng chúng sinh, tùy sở thích khiến họ đều nghe vân âm tràng vương ngộ môn này. Phật dùng thần thông vô hạn lượng, Phật có sức thần thông không thể nghĩ bàn. Sức thần thông này chẳng có hạn lượng có thể rời núi lớp biển, sáng tạo thế giới. Rộng nói danh hiệu đồng chúng sinh, danh hiệu của Phật nhiều vô cùng, ít nhất là vạn danh hiệu, sau bớt còn một ngàn, lại bớt xuống còn một trăm, cuối cùng còn mười danh hiệu. Do đó, chư Phật đều có mười danh hiệu này. Nhưng nếu nói tỉ mỉ, thì danh hiệu của chư Phật đồng với chúng sinh. Những danh hiệu này là khiến cho chúng sinh giác ngộ. Cho họ nghe được danh hiệu Phật thì bèn phát tâm bồ đề trồng xuống căn lành. Tùy sở thích khiến họ đều nghe. Tùy thuận căn tính chúng sinh, nói pháp chúng sinh ưa muốn nghe, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đều được cơ hội nghe Phật thuyết pháp. Vân âm tràng vương ngộ môn này, cảnh giới môn giải thoát này, vị vân âm tràng lòng vương ngộ được. Vô lượng vô biên các cõi nước, Phật khiến vào được một lỗ lông như lai ngồi yên trong hội đó. Diễm khẩu Long Vương thấy môn này. Vô lượng vô biên các cõi nước, chúng sinh trong cõi nước của chư Phật vô lượng vô biên, tư tưởng của chúng sinh trong cõi nước của chư Phật cũng vô lượng vô biên, chúng sinh thành tựu cõi nước chư Phật cũng vô lượng vô biên. Phật khiến vào được một lỗ lông, Phật khiến cho tất cả những chúng sinh này đều vào được trong một lỗ lông. Vì thần thông nhiếp trì của Phật làm cho trí huệ ngấm vào chúng sinh, như lai ngồi yên trong hội đó. Phật dung nạp được vô lượng vô biên chúng sinh trong một lỗ lông, nhưng Phật vẫn an nhiên tự tại, ngồi trong cõi nước của chư Phật trong mười phương, không cần động đậy chỗ ngồi mà đi đến được các cõi chư Phật trong mười phương để thuyết diệu Pháp. Diễm Khẩu Long Vương thấy môn này Cảnh giới môn giải thoát này, vị diễm khẩu Long Vương thấy được, hiểu được. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn, chẳng phải phàm phu hiểu thấu được. Tất cả chúng sinh tâm sân hận, ngu si ràng buộc sâu như biển, như lai thương xót đều diệt trừ. Diễm nhãn quán thấy rõ môn này. Tất cả chúng sinh tâm sân hận, tất cả chúng sinh trong thế giới đều có tâm sân hận, phẫn nộ. Tại sao? Vì không thể nhẫn nại, không thể nhẫn được, cho nên thích nóng giận. Ngu si trói che sâu như biển, có tâm sân hận, phẫn nộ đó là trói che, trói buộc che đậy quang mình tự tánh, tức cũng là tự mình dùng dây thừng trói buộc mình, chính mình làm cho mình không tự do, như tầm làm kém tự trói mình ở trong đó. Chúng sinh dùng tham sân si ba độc trói chặt thân thể của mình. Tại sao bị ba độc trói chặt? Vì ngu si cho nên bị ba độc trói buộc sâu tựa như biển lớn, chẳng có cơ hội giải thoát. Như lại thương xót đều diệt trừ, Phật dùng tâm từ bi thường xót để cứu độ tất cả chúng sinh, làm cho tham sân si đều trừ sạch. Diễm nhãn quán thấy rõ môn này, vì diễm nhãn lòng vườn thấy được, hiểu được cảnh giới này. Tất cả chúng sinh nhìn thấu suốt được tham sân si, buông xả được thì đắc được tự tại, nếu không nhìn thấu suốt được tham sân si không buông xả được thì chẳng được tự tại chúng ta tu đạo phải nhận thức rõ ràng ba độc là đá buộc chân sự tu hành có tư tưởng tam độc là quãng đường vực thẳng gặp gánh nguy hiểm nếu không có tư tưởng ba độc thì là con đường lớn bằng thẳng con đường lớn gì con đường trí huệ tránh giác tất cả phước đức của chúng sinh đều hiển hiện trong lỗ lông phật hiện rồi đồng vào biển đại phước cao vân tràng vương quán thấy được tất cả phước đức của chúng sinh tất cả chúng sinh vừa có phước vừa có tội phước là từ công đức thiện mà có tội là từ làm việc ác quấy mà ra nếu làm công đức lành thì có phước báu hoặc sinh về cõi trời cõi người cõi a tu la đó là lữ khách trong ba đường lành nếu làm lỗi quấy thì có ác báo hoặc đọa địa ngục làm ngạ quỷ làm súc sinh đó là lữ khách trong ba đường ác, Xong đơn hồi trong sáu nẻo, chẳng phải là chủ nhân. Phước là từ công đức lành tích tụ mà có, đức cũng từ công đức lành tích tụ mà có. Phật thì đầy đủ phước và huệ cho nên xưng là lưỡng túc tôn. Phước là do tu, huệ là do nghe. Phước huệ xong tu thì công đức mới viên mãn. Nếu tu phước không tu huệ hoặc tu huệ không tu phước, đó là tu pháp không cần mình công đức đắc được cũng không quân bình. Chẳng phải phước nhiều thì họa nhiều, đó vẫn không viên mãn. Phước đức tu nhiều rồi thì có một sức mạnh, tu được nhiều rồi thì sức lực càng lớn, tu được ít thì sức lực nhỏ, không tu thì chẳng có. Bất cứ là sức mạnh của phước hoặc sức mạnh của đức đều cần phải tu mới có được. Đều hiện hiện trong lỗ lông Phật, và trong một lỗ chân lông của Phật, tất cả phước đức của chúng sinh trong tận cùng hư không khắp pháp giới đều hoàn toàn hiển hiện ra. Hiện rồi đồng vào biển đại phước, ở trong lỗ lồng của Phật hiện ra mười phương pháp giới chúng sinh, khiến cho họ đều quy vào biển đại phước. Cao Vân Tràng Vương quán thấy được cảnh giới môn giải thoát này, vị Cao Vân Tràng Long Vương quán sát được đắc được. Lỗ lông thân Phật phát trí quang, quang này nơi nơi diễn diệu âm chúng sinh nghe được trừ lo sợ đức xoa ca ngộ được môn này lỗ đồng thần phật phát trí quang trong lỗ trần đồng của phật đều phát ra trí huệ quang thành tịnh quang này nơi nơi diễn diệu âm và trong trí huệ quang nguyên tạng của phật truyền đại pháp luân giáo hóa chúng sinh khắp mọi nơi đều bị trí quang của phật chiếu đều nghe được diệu pháp không thể nghĩ bàn Chúng sinh nghe được trừ lo sợ. Chúng sinh nghe được diệu âm diệu pháp này, thì mọi sự lo âu sợ sệt đều trừ sạch. Đức Xoa Ca ngộ được môn này. Vị Đức Xoa Ca Long Vương hiểu ngộ được đạo lý này, mình bạch được tam muội này. Ba đời tất cả các như lai, cõi nước trang nghiêm, kiếp thứ tự, như vậy đều hiện nơi thân Phật, quảng bộ thấy được thần thông này ba đời tất cả các như lai đời quá khứ có vô lượng vô biên chư phật đời hiện tại cũng có vô lượng vô biên chư phật đời vị lai cũng có vô lượng vô biên chư phật cõi nước trang nghiêm kiếp thứ tự mỗi cõi nước của mỗi vị phật đều dùng các châu báu để trang nghiêm thế giới ta bà của chúng ta dùng ngói đá đất gỗ để trang nghiêm phương đông thế giới lưu ly quang dùng lưu ly để trang nghiêm tây phương thế giới cực lạc dùng bảy báu để trang nghiêm. Các đạo tràng đều dùng các thứ báu trang nghiêm, mỗi vị Phật nào thành Phật thì trên thế giới đó trái pháp trụ thế, phải trải qua mấy đại kiếp hoặc trải qua mấy tiểu kiếp, cái gì trước, cái gì sau, tất cả đều thứ tự tương tục, không rối loạn. Như vậy đều hiện nơi thần Phật, cảnh giới như vậy chẳng hiện ở nơi khác, mà chỉ hiện ra ở trong lỗ chân lông của Phật. Quảng Bộ thấy được thần thông này, vì Quảng Bộ Long Vương thấy được thần thông diệu dụng này của Phật, cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Tôi quán hạnh xưa kia của Phật, cũng dường tất cả biển chư Phật, nơi đó đều tăng tâm vui thích, tốc tật Long Vương vào môn này. Tôi quán hạnh xưa kia của Phật, vị thanh tịnh sắc tốc tật Long Vương nói, tôi quan sát hạnh môn của Phật tu hành trong quá khứ là cúng dường chư Phật, tăng thêm tầm vui thích. Cúng dường tất cả biển chư Phật, hạnh môn của Phật tu là cúng dường chư Phật trong mười phương ba đời. Chư Phật nhiều như biển, cho nên gọi biển chư Phật. Nơi đó đều tăng tầm vui thích. Phật xưa kia cúng dường chư Phật, thì ở trước mỗi vị Phật đều tăng thêm tâm vui mình, ưa thích. Tốc tật Long Vương vào môn này. Cảnh giới này vị tốc tật Long Vương chứng nhập minh bạch được. Phật dùng phương tiện tùy loại âm, vì họ nói Pháp khiến vui mừng, âm đó thanh nhã họ thích nghe, phổ hành nghe rồi tâm khai ngộ. Phật dùng phương tiện tùy loại âm, Phật dùng Pháp quyền xảo phương tiện để giáo hóa chúng sinh, vì thật thí quyền, vì Bồ Tát mà nói Pháp Đại Thừa, vì thanh văn duyên giác mà nói Pháp Tiểu Thừa. Do đó, Phật dùng một âm diễn nói Pháp, chúng sinh theo lại đều hiểu được đó là phật tử bì nói pháp dùng pháp môn phương tiện vì họ nói pháp khiến vui mừng phật vì tất cả chúng sinh mà nói pháp khiến cho tất cả chúng sinh đeo đắc được pháp hỷ sùng mãn minh tâm kiến tánh âm đó thành nhã họ thích nghe đừng nói nghe đến ngôn ngữ của phật dù nghe đến âm thanh của phật cũng phải ngộ âm thanh của phật không những trong trẻo mà còn vang xa không những hay đẹp mà còn tao nhã đều khiến cho người nghe sinh tâm vui thích phổ hành nghe rồi tâm khai ngộ vị phổ hành đại âm long vương nghe được diệu âm này trong tâm yên vui mà tỏ ngộ vị này đắc được môn giải thoát này chúng sinh bước bách trong các cõi nghiệp hoặc trôi nổi không ai cứu phật dùng đại bi khiến giải thoát vô nhiệt long vương ngộ môn này chúng sinh bước bách trong các cõi các cõi tức là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, tất cả chúng sinh do duyên giả hòa hợp mà sinh đều luân hồi trong tam giới phiêu bạt liều lãng, chẳng khi nào dừng, cho nên bị các cõi bức bách, nghiệp hoặc trôi nổi không người cứu, chúng sinh thọ biển nghiệp phiêu bạt trôi nổi ở trong tam giới, đó là ra bụng ngựa vào thai lừa. Tại sao? Vì khởi cảm tạo nghiệp thọ báo đó là định luật nhân quả tuần hoàn không thay đổi khởi hoặc vì có ba thứ hoặc mà đi tạo nghiệp một kiến tư hoặc kiến hoặc là những kiến giải không tránh đáng do đó thấy cảnh sinh ra tham ái người tham thiền tiền tài